Chào các bạn đã đến bài số 15 trong khóa học lập trình ENGularJS căn bản. Bài số 15 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một thành phần nữa ở trong ENGularJS, đó là service. Vậy thì service là gì? Chúng ta sẽ học bài này, chúng ta chủ yếu là lý thuyết. Chúng ta có 3 nội dung chính, đó là khái niệm service, tại sao cần sử dụng service và lợi ích của việc sử dụng service như thế nào. Chúng ta ENGularService là một đối tượng, nó đơn thuần là một đối tượng trong JavaScript, trong ENGularJS. Nó cung cấp các phương thức có thể sử dụng lại nhiều lần trong ứng dụng ENGularJS. Cái này các bạn lập trình thì các bạn biết là nó giống như là web service hoặc là WebCF hoặc là cái API, nó có thể đóng gói lại và cung cấp các phương thức để cho các đối tượng khác có thể dùng. Cụ thể ở đây là controller có thể gọi cái service của Angular để nó có thể đóng gói các phương thức để sử dụng lại và nó độc lập với các thành phần khác trong ứng dụng. Thì service nó cũng tương tự đối với các khái niệm khác ở trên lập trình backend. Lợi ích của việc sử dụng service thì nó có 3 lợi ích chính. Có thể sử dụng lại code. Một cái service khi các bạn đóng gói thì các bạn sẽ sử dụng được lại nó nhiều lần và có thể hỗ trợ injection, tức là các bạn có thể inject vào các controller hoặc là các directive các bạn cần dùng, thì các bạn có thể dùng lại được rất nhiều chỗ mà code thì không bị duplicate. Ngoài ra khi tính đứng độc lập và có tính chất đóng gói thì các bạn sẽ dễ dàng test được nó giống như một cái test, một cái phương thức bình thường. Để chúng ta sẽ lấy cái ví dụ trực quan về service trong AngularJS thì trong bài trước, trong bài 14 chúng ta đã có nói về một cái HTTP. Thì bản thân của cái này trong Angular nó là một cái service xây dựng sẵn, nó cung cấp các phương thức để chúng ta làm việc với HTTP. Chúng ta có thể gửi request lên. Ở trong này nó có rất nhiều các phương thức HTTP. Chúng ta có các phương thức như get, get thì là lấy về method get, post, put, delete và còn một số phương thức nữa. Thì ở đây chúng ta mới dùng đến một phương thức là get thôi, thì là gọi đến các cái service là get. Còn nếu post thì chúng ta lại phải đổi sang phương thức post của service. Vậy tất cả những controller nào đều muốn dùng cái phương thức để tương tác với Ajax thì chúng ta đều phải inject cái HTTP này vào. Thì đó chính là cái tính sử dụng lại và tính independent injection. Thì ngoài ra trong một cái ứng dụng chúng ta cũng có thể tiêm nhiều các method có sẵn, thì chúng ta có thể tiêm thêm một cái method là lock của sợi Angular ở đây. Chúng ta có thể inject thêm một cái injection nữa. Thì ví dụ như cái phương thức gen này, cái gen này nó sẽ trả về là hai phương thức, nó có tham số là hai cái hàm truyền vào. Hàm thứ hai chúng ta cũng có một cái hàm, hàm này thì nó là hàm đầu tiên thì nó trả về khi mà cái method get là thành công và hàm thứ hai là trả về khi lỗi. Vậy ở chỗ này chúng ta có thể viết, chúng ta lock, gọi cái service lock của Angular. Ví dụ chúng ta lock ra error là response.data thì nó sẽ ghi log ra cái tool develop giống như là console.log. Đây là một service của Angular. Chúng ta hiện tại chúng ta đang xử lý scope cũng là một service để nó tạo ra một biến scope. Có chúng ta inject scope vào cũng tương tự như inject các cái khác. Thì đây chính là các cái service xây dựng sẵn của Angular. Ngoài ra khi mà chúng ta chạy một cái thì nếu có lỗi xảy ra thì nó sẽ nhảy vào cái phương thức lỗi. Ví dụ như là mình sẽ gọi đến cái một này thì nó không có, thì chúng ta xem đó, nó ghi lỗi ra là không tồn tại cái phương thức này. Thì đó chính là cái phần ghi log của đây, phần ghi log của AngularJS. Đó là một service, nó ghi được chi tiết lỗi giống như là chúng ta làm với C#. Thì đó chính là cái service xây dựng sẵn ở trong AngularJS.
Ngoài ra chúng ta có rất nhiều các phương thức, có rất nhiều các service khác thì các bạn có thể tìm hiểu ở trong Angular js.org. Thì trong này nó cũng có tất cả những cái liên quan đến đến Angular JS Develop GUI. Trong này nó có phần service này. Các bạn nhìn thấy định nghĩa về service. Nó là một đối tượng được sử dụng Dependency để tổ chức. Ở trong dự án các bạn có thể nói cách sử dụng service, cách tạo một service ngoài các service có sẵn. Thì chúng ta ở đây nó còn có hướng dẫn cả unit test service, register một service với provider. Ngoài cái các service mà được xây dựng sẵn thì bài tiếp theo chúng ta sẽ học về các cái service mà chúng ta có thể tự định nghĩa ra các service để chúng ta dùng riêng. Thì đó chính là nội dung của bài sau. Bài này chúng ta chỉ cần hiểu khái niệm và cách sử dụng service để chúng ta hiểu được cái thành phần, từng thành phần một của Angular JS.